Hello, xin chào cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là 3 giờ sáng rồi nha cô dì chú bác. Và là Tàng đang cập nhật cái thông tin về bé Vân An. Thì cũng không muốn ngồi dậy nói chuyện, mệt quá rồi mọi người. Buồn, nó thật sự là Tàng buồn. Không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Cứ đọc đi đọc lại những cái tình tiết mà bé Vân An bị thằng thái chuối với con Quỳnh Trang nó đánh đó. Thì đúng thật sự rằng là cuộc đời này không biết tại sao mà tạo hóa lại sinh ra một đứa bé kiên cường như Vân An đó cả nhà. Người ta nghĩ rằng nếu như mà một người lớn mà bị hành hạ như vậy thì có khả năng là cũng không chịu nổi. Huống hồ gì ở đây một đứa bé 8 tuổi nó mới bằng con gái lớn của Lực Tàng đó mọi người. À, con gái thứ hai của Lực Tàng chứ. Con gái thứ hai của Lực Tàng. Tuổi đang ăn học. Bé đang ngủ rồi mọi người nha. Nhà Lực Tàng thì đẻ hai đứa con gái. Bé lớn là 13 tuổi. Bé nhỏ cũng 9 tuổi, năm nay là 9 tuổi. Mà đúng thực sự không thể nào mà tưởng tượng nổi thằng Thái nó lại có cái suy nghĩ ác độc như vậy. Lực Tàng cũng làm cha, nhưng mà Lực Tàng nghĩ không bao giờ mà Lực Tàng có thể xa con trong vòng một ngày trời luôn, chứ không phải là dùng roi dùng cây mà dùng này đó đánh con. Mà như vậy mà không biết tại sao mà nó lại ác đến cái mức độ mà nó hỗ trợ cái người tình mà đánh đập bé như vậy. Những cái tình tiết mà Lực Tàng cứ nghĩ mà nhốt chung với con chó, nó nhốt vào cái lòng chó luôn mọi người, nó nhốt vào cái lòng chó luôn. Xong rồi nó đánh đập chán chê đi, rồi bắt đầu là nó lấy khăn nó đập đầu bé xuống bàn, rồi nó dùng cây, rồi dùng roi, rồi dùng gậy gỗ, gậy sắt. Xong rồi bắt đầu là nó quấn khăn vô đầu bé, nó đập xuống cái bàn. Nghĩ mà người ta không thể nào mà tưởng tượng được cái tội ác của nó dã man như thế nào. Và đến hiện tại bây giờ thì cơ quan điều tra đưa ra cái mức án cho Thái như vậy, người ta không phục. Không phải là Lực Tàng trách móc gì bên phía cơ quan điều tra mà này nọ, nhưng mà cũng hy vọng rằng với những tình tiết như vậy thì phải xử lý cho nghiêm nha cả nhà. Nghiêm. Không nghiêm thì đang còn nhiều trường hợp nữa xảy ra. Không biết là bên cơ quan điều tra họ điều tra như thế nào. Nhưng tội của thằng Thái với hai cái tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm là không có được. Người ta nói thẳng luôn, người dân chúng ta cả nước không ai ủng hộ, không ai chấp nhận. Người ta nói thẳng luôn, không ai chấp nhận rằng là cái tội của nó như vậy cả cô gì cho bác. Tất cả mọi người đều phẫn nộ khi nghe cái tin đó, nhưng không biết là có chuyển đổi gì nữa hay không. Và tất cả mọi người đang hy vọng rằng là viện kiểm sát cũng như là bên phía tòa án này chuyển đổi tội danh. Tội nó quá đành rành rồi, nó quá rõ ràng rồi. Bắn bỏ chưa hết tội tụi nó. Con Trang thì không nói rồi, nhưng mà thằng Thái á, thì mọi người biết rằng là thằng cha nào mà như vậy mọi người. Nó ác kinh ác khủng luôn. Ví dụ như một tháng hay là một tuần đi chẳng hạn, thì nó hành hạ thì cái vết thương của bé nó đã đi rồi, nó làm gì nó làm ở đây, vết thương chồng vết thương đó. Mà thằng cha đó nó ở bên đó như vậy mà không biết là nó vì cái gì. Nói mà vì cái lờ thì Lực Tàng nói thẳng luôn, nếu mà nói vì cái lờ thằng nào thằng đàn ông cũng thèm cái lờ thôi. Nhưng mà con mình á, đứng với một cái lờ thì mình chọn con mình hay là chọn cái lờ? Người ta hỏi mọi người vậy thôi. Tất cả những thằng đàn ông, người ta chọn con, nhưng bây giờ mình chọn cái lờ đâu? Tại vì cái lờ nó không có cái lờ này, có cái lờ khác. Còn con mình đẻ ra, mình nuôi dưỡng cả đời, mong sao cho con không lớn để gọi như là làm được cái việc có ích cho xã hội. Nhưng cuối cùng thằng Thái nó làm như vậy, mọi người có chấp nhận được không? Tất cả các ông bố thấy thằng Thái làm như vậy có được hay không? Rồi bên phía cơ quan điều tra chắc cũng có con, bên phía pháp luật cũng có con, các
bác ở trung ương cũng có con, thì các bác nghĩ như thế nào? Rồi Tàng mong các bác ở bên trung ương á, đã có án điểm rồi thì cũng mong các bác là ra lệnh cho cái vụ này đó, xử lý. Và nay thì là Tàng đang mệt, Tàng không ngồi nghiêm trang mà mình nhờ các bác được. Nhưng mà đây là Tàng nói đây thì cũng mong rằng là cô dì chú bác cứ đồng lòng và lên án cái sự việc này, chứ không thể nào để cho thằng Thái nó vài ba năm rồi xong nó nhẫn như hoặc là đi tù chung thân này nọ. Thì biết là cái bản án lương tâm thì nó rất là đau đớn cho tụi nó đó, nhưng mà nghĩ rồi mai mốt nó có đau đớn hay không, hay là nó thoát được ra rồi nó cười xa xả, nó cười ha hả, nó tụi bay làm gì được tao, rồi bắt đầu nó đẻ con nó lại hành hạ con nó như vậy nữa, thì không lẽ rồi lại tiếp tục một Vân An nữa hay sao mọi người? Tàng buồn, rồi Tàng không ngủ được. Nó thật sự tất cả mọi người, bây giờ là 3:30 sáng mà Tàng làm clip này để đăng cái buổi sáng cho mọi người xem. Buồn. Nó đánh đập mà mình không thể nào mà mình tưởng tượng được, một con người mà nó làm giống như thế là một con thú vật. Một con gà, một con chó mình nuôi trong nhà mình còn thương nó, cô gì chú bác. À, một con gà, con chó, một con động vật mình còn thương. Nó huống hồ gì ở đây con bé Vân An, coi bé Vân An không còn, không bằng con chó, không bằng một con gà luôn. Thì mọi người cảm thấy là nó ác độc như thế nào. Mà ở đây là Tàng nói rồi, từ đầu rồi, đây là cái thú vui tiêu khiển của tụi nó. Và đây á là con Trang có một cái tình tiết á, là con Trang nó không được gia đình nhà bên nội chấp nhận, mà thằng Thái không đẻ con. Y chang như lực Tàng nói cũng sai một tí nào luôn. Nó tức thằng Thái, nó tức bên gia đình nhà nội thằng Thái. Nó muốn làm con dâu ngoan hiền hiếu thảo, nhưng cuối cùng không được chấp nhận, bắt đầu nó thù hằn chị Hạnh, xong nó trút giận lên người bé Vân An. Đó là cái nguyên nhân và cái động cơ để con Trang thực hiện cái hành vi man rợ như vậy. Thì cái con người đó làm cái giả tâm, một cái âm mưu thâm độc mà để cho nó tồn tại thì đúng thực sự xã hội loạn luôn. Mà kể cả thằng Thái luôn nha cô dì chú bác, thằng Thái mà không bị xử, không loại bỏ nó khỏi vĩnh viễn của xã hội thì Tàng nghĩ đang còn rất là nhiều người đàn ông mà đang núp trong bóng tối, thằng cha còn hãm hại nhiều những cái đứa trẻ nữa đó, hấp diêm này, rồi đánh đập con này, nghĩ là mà buồn mọi người ạ. Nếu như mà để cho chúng ta xử lý thì nó nhanh là đúng không ạ? Bây giờ cũng mong sao các bác trên trung ương cũng như pháp luật Việt Nam làm liền luôn, làm nhanh và gọn luôn. Chứ việc gì mà phải tính toán so đo làm gì nữa, đúng không ạ? Thương hại gì tụi nó nữa. Càng làm như vậy chúng ta càng cảm thấy xót xa và thương hại cho bé Vân An, đúng không cô gì chú bác? Chắc chắn xử cái tội đó mà y án nó vậy, đảm bảo Vân An không thể siêu thoát được. Không thể siêu thoát được đâu mọi người ạ. Không biết là còn những cái tin tức gì họ có chuyển đổi hay không, nhưng mà lực càng nghĩ với cái bản án như vậy nó không hài lòng, người ta không chấp nhận, người ta không phục. Bao nhiêu công sức mồ hôi của cô dì chú bác, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, mà đến hiện tại bây giờ nghe bản án lại rơi tít những giọt nước mắt và cảm thấy lo sợ. Lo sợ là thằng Thái lại tiếp tục hành hạ trên những người khác nếu như nó còn sống, kể cả con Trang nha cô dì chú bác. Và cái tội ác của tụi nó thì không thể nào mà để cho nó sống được nữa rồi. Phải tử nha cô dì chú bác. Pháp luật Việt Nam, hãy tử cặp đôi đó đi ạ. Không tử thì cũng phải xử làm sao để cho nó biết được cái nỗi đau nó hành hạ trên người của bé như thế nào. Một năm trời đau xót quá cô dì chú bác ạ. Rồi thằng đau xót quá không chịu được, không ngủ được, đồn mà muốn khóc luôn đó cô dì chú bác. Không phải đơn giản đâu. Thì sáng nay là thằng cũng cung cấp thông tin cho mọi người như vậy, nói lên cái nỗi lòng, cái sự bức xúc và mình chưa thực hiện được. Thì đang nằm như thế này mệt quá không ngồi được, cô dì chú bác cũng thông cảm cho được Tàng này. Tính là Tàng là vậy, buồn là nói thôi, muốn căng lắm, muốn chửi lắm. Còn bên gia đình nhà nội nữa, không thể nào tha thứ đâu, kể cả không có tiếp quân Trang, nhưng tại sao không coi bé Vân An là cháu máu mủ ruột rà của nhà mình?
dòng họ Tố thì nhà mình môn đăng hộ đối tốt lắm mà tại sao lại như vậy? Nhiều tình tiết để chúng ta bức xúc lắm mọi người ạ. Nhưng mà đúng thực sự là có khi là đồng tiền đâm toạc tờ giấy kiểu vậy, đang rất buồn. Thôi rồi, trong ngày nay có thông tin gì thì Lực Tàng tiếp tục cập nhật cho mọi người nhé. Bây giờ cũng cố gắng nhắm mắt một tí để cập nhật tin tức cho cô dì chú bác. Vụ này mà không xử nghiêm, Lực Tàng có thể là phải nói đến là chán luôn, nhưng phải là buồn nữa người gì bác nhé. Đó thì thôi, chúng ta cứ tin tưởng vào pháp luật, thượng tôn pháp luật để cho pháp luật xử lý. Hy vọng rằng các bác ở trung ương cũng như là tất cả cộng đồng chúng ta cứ lên tiếng, rồi các bác ở trung ương nghe được, rồi các bác sẽ xử lý cái vụ này tới nơi tới chốn nha cô dì chú bác. Đấy, cô dì chú bác nhớ ủng hộ, nhấn like bên dưới rồi chia sẻ clip với Lục Tàng nhé. Rồi cảm ơn cô dì chú bác ạ, xin chào và hẹn gặp lại.